Đại Phương. Có chuyện gì? Đại Phương đã K6 nhỉ? Đại Phương biết tin gì chưa? Tin gì? Tao không biết. Kìa, xuống cái này. Xuống cái này. Ôi, thả đi. Đại Phương, mày biết tin gì chưa? Tao biết thừa. Tin gì? Na Tra và đồng bọn sắp đến đây để lấy đi con được có chơi thôi. Thế à? Thế được, sao đấy? Để tao lên làm mày. Nào, Đại Vương, mày có kế sách gì chưa? Tao à? Kế sách à? Thế mày có kế sách gì không? Mày nặng xuống đi. Bây giờ ấy, phải bắt chúng nó, không cho chúng nó đến bọn đổi trời. Được chưa? À Tiêu ơi, mình đến đâu rồi? Xong đến rồi. Đến rồi à? Mày kém lắm. Từ bây giờ ta làm Đại Vương, cho mày làm Đại Vương. Thế mà không thế nữa. Thế chúng nó đi đâu? Đi tìm ngọn lửa của trời. Ừ, thì bây giờ nha, mình làm ngọn lửa của trời giả, xong rồi lừa chúng nó, được không? Tao không hiểu gì cả, nhưng mà thôi. Đi. Hà Tiêu. Dạ. Sắp tới tỉnh Thế Thiên rồi. Sao cảnh ở xung quanh nó cũng như thế? Em biết rồi, sao chứ cứ đi. Tại luôn. Kế hoạch của mày thế nào rồi? Mày nhìn đi. Đứng Thế Thiên, sao lại đây được? Tất nhiên là tao tạo ra rồi. Ồ, kế ai, kế ai? Tất nhiên, ngu như mày không hiểu sao vẫn làm Đại Vương. Bây giờ, tao chỉ cần kế này đấy. Sao lại giả mà có tỏng tay nào thế này? Tất nhiên rồi. Giả, nhưng mà cẩn thận một tí. Bây giờ thế nào tiếp? Đi về nhà chứ. Bây giờ chúng ta ở đây đợi. Khi nào chúng nó vào núi thì mày với tao ôm chọc chúng nó. Cào kiến, cào kiến. Hà Tiêu, kia có phải là Đỉnh Thiên không? Đúng vậy, chúng ta mới đi lấy ngọn lửa của trời thôi. Yêu quái, Hà Tiêu ơi. Dạ. Nó sắp đến đỉnh núi Tây Thiên rồi, mà còn đẹp yêu quái vậy. Em có biết đâu, trong này là kiếp nạn cuối cùng của mình ấy. Vượt qua nó, chúng ta sẽ lấy được ngọn lửa của trời. Tên yêu quái kia, mày vào luôn đây. Cả người muốn lấy ngọn lửa của trời mà dễ như vậy sao? Phải vượt qua cửa ải của ta đã. Cái loại tiểu yêu như mày ấy, cần mình ta là được. Đúng rồi. Mày làm gì đấy Thành? Bán của tao. Hả? Tao của tao. Nó là của tao. Gì đấy, anh? Quan tu gì là gì là cái này? Chúng mày định coi tao là trò đùa? Này cái con tiểu yêu kia, tao đã bảo là để im rồi, mày cứ thừa 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 đấy. Tao bảo để im một ngày nhá. Ngày cứ im đấy để tao, tao là thằng, tao cái sự mày. Thật chưa đấy mày. Lên. Lên. Sao? Hoàng tu gì là cái gì là cái này? À, chúng mày dám nhờ việc tao à? Ta thắng rồi. Dám nhờ việc tao à? Tao cho chúng mày đi du lịch mỗi đứa một nơi. Ừ, ai cái đứa này lại đi đâu rồi? Mà cung của mình đâu mất rồi? Hà Tiêu, Trúc Chuối ơi, Trúc Chuối. Anh Trung Minh Thành đâu rồi? À, chắc mọi người lại đang trốn em đúng không? Anh Trung ơi! Anh Thành ơi! Quán! Không! Anh Tiêu! Anh Áo! Chúng mày đâu rồi? Mong đưa của mình nữa! Anh Tiêu ơi! Anh Áo ơi! Anh Tiêu! Thằng tiểu yêu kia làm được việc đấy! Có phải hôm trước tôi đuổi nó? Đúng rồi! Nó được việc như thế, sao mày đuổi nó? Tại nó rửa bát không sạch lại còn chơi với mắt xì xa khói ôm cả bếp. May mà tao cứu vớt nó đấy. Bây giờ chúng nó chia nhau ra rồi. Thì mày với tao phải... À, tao hiểu rồi. Tách nhau ra để bắt chúng nó đúng không? Đúng. Nó chia nhau ra rồi, thì mình phải hợp lại bắt nó chứ. Hai đánh một, không chuẩn cũng quẹ. Ý mày đấy. Đi. Woo!
Nuôi ra. Ừ. Mày là ai? Mày có phải là có điều của anh? Mày biến ra thành thành ngáo để mày lừa tao đúng không? Không, tao đây. Tao à? Đúng như thế. Ok, tao thành ngáo đây, mày không nhận ra tao à? Mày không phải nói, tao bị lừa nhiều rồi, giờ tao khôn lắm. Mày đừng hòng lừa được tao nhá. Tao đây, bạn mày đây, thành ngáo đây. À, có phải mày là yêu quái giả lại cái chú chuột đúng không? Không, tao là chú chuối đây. Mày đừng tưởng mình mày khôn nhá, tao còn khôn hơn mày. Thế mà khôn, nó không phải là thành ngáo rồi. Mày là yêu quái, mày yêu quái, mày, con là mày, con là này, mày, 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 nhau xong chưa? Chưa. Mày. Tao mới là yêu quái này. Cả thằng này á. Đúng. Mày là đại vương, tao là đại. Trời ơi, nhanh nè. Kiếp. Mày thành áo thật à? Ừ, tao đây. Đúng cái mùi rồi. Úi dồi, kiếp quá này. Thôi mà, chút. Mày làm gì? Ê, mày mới lên làm đại vương rồi. Thằng nó khinh mày kìa. Nó khinh mày. Khinh mày. Ừ. Mặt mày, sao lại khinh tao được? Khinh mày. Khinh tao á. Này, mày. Chúng mày cây nhau xong chưa? Chúng mày đến đây có mục đích gì? Nó là mày đấy. Phải tao, phải mày. Cho mày trả lời. Bọn tao đến đây để bắt chúng mày. Sao mày còn nói làm gì? Tại bọn tao bon quá. Chúng mày cây nhau tiếp đi. Được rồi. Tao thông báo chúng mày một tin vui và một tin buồn. Chúng mày muốn nghe tin nào chưa? Ngu gì mà nghe tin buồn chưa? Chúng mày nói tin vui đấy. Tin vui là chào mừng chúng mày đã đến vùng đất ngọn lửa của trời. Đừng có đến đây đấy. Chúng mày tin vui. Thôi, mình đi. Chúng mày tin buồn. Thôi vậy, chọn gì? Đi. Đi. Này. Gì nữa? Nghe tin buồn á. Tin buồn. Ngọn lửa đấy là giả. Do bọn tao tạo ra đấy. Thật giả tôi thật cái gì nhỉ? Thật hả? Ừ. Thôi, tao biết tiền rồi, tao đi đây. Đi thôi. Cháu. Làm gì mà đi vội thế? Có một tin nữa, chúng mày bắt buộc phải nghe. Sao bảo có hai tin? Thôi, chúng mày nói nốt cho tao đi nào. Nói đi. Là chúng mày không thể rời khỏi đây được đâu. Bọn tao đến đây, bắt chúng mày. Đến đấy bọn tao đoán trước được rồi. Thật. Bây giờ chỉ biết giơ tay chịu chói thì làm thế nào. Chú mày nhảy đấy. Đưa lại, đưa lại. Tao không nhảy đâu, chỉ không có vũ khí rồi. Chú, chú, chú. Hả? À chưa. Chú tao. Này, nào có thêm con tay con đến đổ mặt. Đến lại được thêm thịt. Em không được, cay lại. Thế như thế đấy. Thì bây giờ tao bảo với mày này, đánh nhau mà không có đồ, làm được gì được. Thật. Này, các người tưởng ăn thịt tao mà dễ à? Dạ. Nó còn mời mình ăn kìa. À, mày đến bắt một đứa về đây cho nó ăn đi. Được, nào đi luôn. Khoan. Nào, chứ mày đánh một người mà tay không tất sắc như thế mà được à? Như vậy à? Là hẹn, hẹn, không phải tôi tưởng. Ủa. Nào, nó bảo mày hèn thì được. Nhưng nó bảo tao hèn là sao? Khẳng định sai. Đúng, mày là đại vương. Đúng rồi. Đã thế, mày trả nó vũ khí, đánh nhau cho sạch trí. Được thôi. Cái này phải để tao thi đấu với công bằng đúng không? Đúng rồi. À, mày thi đấu, tao sẽ làm nhạc. Nào, nhạc lên. Âm nhạc của đất nước Việt Nam. Ai bảo chúng mày đây là nhạc Việt Nam? Đây là nhạc Tây Du Ký của Trung Quốc. Bọn tao mà mãi được ấy. Đúng rồi. Thôi, chúng mày đừng thổi đi. Chúng mày có biết là chúng mày đang gây ô nhiễm tiếng ồn không? Này, nếu mà bị phạt này, là phạt bao tiền đấy? Đúng tiền đấy. Tao đầy tiền. Thôi. Ngừng thổi, để tao ăn bắn bọn nó trước đã. Được. Chẳng thổi, tao bắn luôn đấy. Hả?
kịp làm gì đâu, không có tiếng đang ngỏ mà. Còn tin nữa. Này, mày ra đây. Mày ra. Anh kia làm gì đâu? Thế thôi, bọn mình lên lấy lửa nhé. Bọn nó lửa mày đây. Dạ. Phải đâu. Ui. Thằng nhà ông nên đến cùng gì vậy? À. Cung của ta đây rồi mày ạ. Nhanh lên. Làm cái tưởng lấy được ngọn lửa. Ngủ. Ta thế. Cứ đi. Đi. Cầm cái gì đấy? À, anh Trung. Alo. Này, mày cầm cái gì ở tay đấy? Ờ đúng, cái gì trên tay cậu đây? Cái này á, cái này là pháp bảo. Ui, pháp bảo à? Cho anh mượn tí được không? Ừ. Đâu mượn nữa. Không được, cái này không kịp lung tung được đâu. Không là hại người đấy. Mày không cho mượn nó thì ta đi. Mày đặt. Em nói thật mà, cái này không nghịch được đâu. Mà thôi, em mang lên cất đây. Hả? Anh làm gì á? Nó không cho mượn thì mình đi trộm của nó. Trộm á? Anh đừng làm thế. Em đi với anh luôn. Nhưng mà anh ơi, cái chuông này không biết để làm gì anh nhở? Tao có biết đâu. Ta được cái gì ngoài đi tải thì. Ôi. Đồ đồ, mày có sao không? Mày có sao không? Anh Trung, sao anh lại đánh em? Anh biết cái này là uy lực mạnh này đâu. Thảo nào con hạt tiêu nó không cho ta mượn. Thế thì anh em mình nên trả cho hạt tiêu đi, chứ không anh em mình cầm nguy hiểm lắm. Trả lại chuyện mai mình. Nhưng mà anh định làm gì với cái chuông này? Ta đi bắn chim. Đi, đây. À, chim, chim, chim. Đâu, anh không thấy đâu. Đi thật, bây giờ ta lúc phát lúc chúng mày nhìn thấy ngay. Từ từ, em bị tai đã. Có chuyện gì với mày? À, tao không biết nữa. À, mày với tao, ra đây xem nào. Đi. Thứ nào giỏi giỏi. Chắc không có đâu. Thôi mình đi sang kia. Đi. À, con chuột này. Anh ơi, hình như nó nhìn mình sao ấy. Này này này, hình như là hai con tắc kè này nó gõ chuông nắm mất giấc ngủ của anh em mình. Xử lý thế nào? Dẹp, bắt đầu. Anh ơi, nó lên được rồi, làm nhau bây giờ. Mày bình tĩnh, ta có pháp bảo rồi mà. Nó lấy cái chuông kẹt, nó dọa anh em mình kìa. Lên. À.
Mà nó cái pháp bảo gì lợi hại thế à? Tao không biết nữa. Pháp bảo gì á? Đây là trùng thần đấy. Trùng thần mẹ. Làm thế nào bây giờ? Chủ nhân, em nghe thằng danh con kia bảo đây là cái trung thần đấy. Đúng vậy, đây chính là chiếc trung thần của Ngư Ma Vương. Vậy tại sao hai tên tiểu tốt kia lại có nhỉ? Người hỏi ta, ta biết hỏi ai. Đi vào. Ừ. Gậy xì này. Anh Trung, có phải anh lấy chuông của em đúng không? Ai lấy chuông của mày? Bọn của ai lấy đấy? Anh lấy còn gì nữa? Em đã bảo anh rồi, chiếc chuông ấy rất là nguy hiểm, không được động vào cơ mà. Tại tao tò mò nên tao nghịch, mà mày phải nói cho tao biết chứ. Em đã giấu đi rồi, mà anh còn tìm được. Thì tại mày giấu chỗ cao quá, tao vơi phát là thấy. Nó chỉ cao với mày thôi. Thôi bỏ đi, mà cái chuông của em đâu rồi? Thì tao vừa bảo mày rồi còn gì, bọn của ai nó lấy mất rồi. Xong rồi, để chiếc chuông mà lọt vào tay bộ phù thủy thì chắc chắn là rắc rối đấy. Thế bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải nghĩ cách để lấy lại chiếc chuông thôi. Làm sao lấy được cái chuông đấy, uy lực kinh khủng lắm. Ta chỉ cần nhắc nhẹ một cái là bọn kia điên đảo rồi. Nhưng mà ta bị phù phù thủy đánh nén nên là mất chiếc chuông. Được rồi, để em nghĩ cách. Để tao nghĩ phụ mày luôn. Có rồi. Cái gì? Đây. Nó. Ôi, mày tìm thấy rồi à? Thế mà không nói sớm. Anh bị làm sao ấy? Cái này là chuông giả, nó không có uy lực. Thế ý của mày là mang cái chuông này đi đánh cháo cái chuông kia? Đúng vậy. Úi giời, cái này tao nghĩ lâu rồi. Tao chưa nói thôi. Ừ. Đi đi. Mà quan, đánh cháo kiểu gì? Em đã có cách rồi. Mày có một quả đầu đẹp đấy. Em à. Ê, đi thôi. Đi, từ đã. Anh với đậu đậu, cầm cái quả chuông này. Mày đưa tao, tao đi thử. Đi thôi. Đi. Chủ nhân của mày với tao cạnh cái chuông này. Mà có gì đâu mà cạnh. Chị phụ một giật. Đúng rồi. Anh làm như thế, làm sao em biết được? Hai cái chuông này nó giống nhau như thế cơ mà. Chết rồi. Bây giờ biết cái nào là thật bây giờ. À, tao cách rồi. Mà hai cái này. Thành vật thì biết làm sao rồi. Mày đồng cảnh sát rồi. Đi rồi, mày đây. Các người dám đột nhập vào đây à? Bà phù thủy, dám lấy trộm chiếc chuông của ta? Ta chỉ đến đây lấy lại thôi. Hai người còn chần chừ gì nữa? Mau bắt nó lại! Bắt à? Nó bảo ta bắt mày à? Mày cho nó xem ta đi. Biết ta là ai chưa? Thì ra là chúng mày. Hãy xem đây! Nà cha, mày đừng hòng thoát khỏi tay tao. Tao nghĩ có thể đấu lại được tôi sao? Anh chung! Mày đi đây nào!
trả chút cho em. Nhanh lên. Mày nói anh ta. Đi.